Hi, xin chào mọi người nha. Chào mọi người lại đến với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay là mình lại nói chung ăn trộm ăn cắp đi hack được một cái con game, nói chung là nó hoành tráng lắm. Nó đang gọi là top 1 trên server luôn. À, nó ăn cắp cho ăn trộm cho sang vậy thôi, sang cái mồm xíu xíu vậy thôi chứ. Đây là nick của bạn của đại ca trùm server khu vực của mình nha. Đây là nick gọi đang gọi phải nói là top 1 luôn, mà top 1 hoàn thiện luôn á. 114.000 được, 114 triệu. Lưu ý là 114 triệu nha. Nói sơ sơ thì nhiều người coi clip của mình cũng đoán ra nick này của ai rồi đúng không? Đó. Vâng, đó chính là nick của gọi là chủ tịch. Thì ở đây. Ủa, càng thế. Ô, ông này đi theo phong cách của mình luôn này, hợp. Ý tưởng lớn gặp nhau à. Ủa. Ok, ý tưởng lớn gặp nhau thì gặp nhau. Đủ UR nhiều thế nhỉ? Đủ hạn đến U. Này nếu mà đi là cày được cái cắn này nè. Để mình coi ống cày được cái cắn nhé chưa. Mà mình nghĩ chắc lấy đủ rồi đâu. Phúc lợi riêng, nhận. Nhận. Tiêu hao 17.000 tiên ngọc. Cái gì đây, cái gì đây, cái này thượng cổ đã nhận này, ông nhận được một cái rồi, bây giờ ông chuẩn bị ông cày thêm cái nữa. Ồ, con này một sao luôn rồi, trong đây là toàn 3 sao với 2 sao không. Vậy là ở đây là có ông có mấy con ông chưa lấy à? Đúng rồi, còn 3 con ông chưa lấy nữa. Đủ này lên lấy con chưa kích hoạt hay hơn, để có gì nó kích hoạt thì bây giờ mình phá luôn. Rồi tắt tự động đi, coi có cái gì này. Ok, nhận luôn. Cộng coi để có cái nhiệm vụ gì làm cho ống không. Hồng nhan bạc phận. Đủ 15.000. Hoàn thành thử luyện đạo nữ. Nói chuyện ok. Đủ cái này là đạo lứ của ông đó hả? Rồi ok. Rồi cái nhà tặng quà cho đạo lứ. Ok, lại tặng quà cho đạo lứ. Thôi tặng một cái thôi, đừng tặng nhiều. Tặng nhiều ông nghĩ này nghĩ kia, ông nói mình ăn trộm mà không có tâm. Ok, mình chơi. Ở đây mình chơi thí luyện tiên duyên với ông. À đủ tầng 1 này. Tầng 1 cái này chắc giết được đúng không? Ok, mình đi giết tầng 3. Đủ càng ạ, càng ạ. À đủ tầng 3 tính ra anh giết cũng nhẹ nhàng ấy chứ. A đủ yêu tháp 120 ải. Cái này hình như ống không đi vậy ta. À không, ống cũng có đi mà, nhưng mà cái điều là ống không đi thường xuyên thôi. À chủ tịch ơi là chủ tịch. À chủ tịch cũng phải cày như trâu như chó mới lên được 100 mấy triệu được chiến này chứ, có phải đơn giản gì đâu. Các bạn cứ nói mình là sai đi, tại sao mình cứ đi cái này đấy. Người giàu người mặn người ta cũng đi như thường à. Ôi được cuốn triệu hồi này. À nhiều khi mình review các kiểu được. Ắt đủ. Nghiền nát luôn. Ắt đủ con ba nó ghê ta. Thôi kệ, được con nào thì được. Đủ 3.000 luôn. Càng càng càng. Càng. Rồi nâng luôn chứ làm gì nữa. Đủ tính ra cũng đâu kiếm được mấy cái này đâu nhỉ. Ắc này mình coi bộ là ấy hơi nhiều đây.
đủ gói chí tôn, gói này gói kia các kiểu. Ui, yêu thác thì đi rồi, tiệm tiệm các ông có gì đủ ông tần mua triệu hồi với lại thức ăn để tăng lực chiến không à? Ủa nếu mà mua cái đồ tám phẩm vài chịu đòn chí mạng. Ồ cũng đúng ha, nếu mà ông mua này cũng đúng, ông mua cái này lực chiến tới 60k cơ mà. Ừ, đủ tấn ra cũng nhiều đồ phết nhỉ, khi vào ác xịn có khác nhỉ. Mọi người có thèm thuồng không? Mọi người thèm thuồng thì mặc kệ mọi người nhá, chứ mình cũng thèm thấy bà luôn. Mà muốn hack người ta cũng khó lắm. Hợp thành à? Gì đây? 5.000 đồng, 2.000 đồng, 1 triệu. Tốn 5.000 vé. Tốn 5.000 vé để nạp 5.000 đồng. À đủ thôi, cái này bỏ dung luyện này. Cái này dung luyện này. Đủ ông mua luôn, nói chung là ông VIP quá rồi cho nên ông dung luyện lúc nào gấp đôi người thường. À đủ, ông có chưa ta? À đủ ông có luôn rồi. 450 màn à, hôm nay mình thử cày coi. Có gì lúc nữa mình sẽ giao là lên được lỗ 450 màn không? Ống 20 màn nữa chứ nhiêu. Rồi giờ vào yêu giới, mình sẽ vào yêu thế giới mình đánh thử cái con này nha, để coi đánh được không nha. Ông không có chắc mình đâu, đi đánh cho ông không không chắc đâu, cho nên là cứ chơi thoải mái đi, phá gì cứ phá thoải mái đi, ông có nói được gì không? Đá kỳ lân á, đù kỳ lân 6 này, kỳ lân 5 này, kỳ lân 5 này, đủ 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 rồi, ok cho ông tăng thêm chút lực chiến cái gì đâu. À ông thấp nhất là đá xa đá 8, căng thật, cứ hợp thành ngay đi. Đâu nhiều khi mình căng thật, hợp thành đủ đá chu tước 10 luôn. Ok chu tước thì ông toàn 9 không à, thôi mình chơi luôn, một khi đã chơi là được chơi cho máu, mà một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, còn viên thanh long nữa nè. Rồi ok được tăng ít thực chiến nữa rồi. À đúng là người giàu có khác. Ủa cái này ống còn hơi thấp ra. Để mình vào mình coi mình phá coi. SP, SP, UR. Ôi trời càng càng 9. Rồi UR không. Rồi lại là UR không. À. À. Thôi cái cuộc sống người giàu. Các cuộc sống người giàu mình không biết là mình nói cái gì luôn á. Trong cái clip này mình không thể là mình gọi là đưa ra cái lời bình luận là dễ dàng đâu mọi người à. Ai có khả năng mà bình luận được cái con clip này nó như thế nào thì các bạn bình luận thôi, chứ mình là mình bó tay này. Mình gọi là choáng ngợp với cái sự giàu có của ổng à. À nãy giờ ngồi đánh bot không 200 mấy chục triệu mà được 20%. Rồi thành tướng này. Đủ căng vậy. À, con này cha không 100 mấy chục cấp rồi trời. Trời ơi. Trời ơi, luyện giai này. Mình không hiểu là huyền giai, điện giai có tác dụng gì luôn á. Tổng cộng đăng nhập 10 ngày. Đi đến. Thông qua chủ tuyến 400. À luyện giai xong thần tướng này, huyền giai, địa giai, thiên giai, thần tướng. Lúc đầu nó là con nít. Rồi mình hiểu cái tướng này có tác dụng gì rồi, có mình không biết cái con tướng này lấy ở đâu luôn á, nhưng mà cái con tướng này gọi là nó sẽ cho nhiệm vụ. Rồi thì sau một số ngày nâng cấp thì đầu tiên là trái lùn,
lùn nhá, lùn mã tử, sau đó là trái cây bự. Thì ở đây là cam cao hơn chút xíu, trái cây còn bự hơn lúc trước. Rồi ở đây cao lắm luôn á, nhưng mà trái cây lại còn ướn lên lúc trước, là thấy ướn vào sau không? Đó. Ồ, cái này chỉ khác nhau tí cái vòng với lại cái đuôi phụng thôi chứ gì đâu. À, công nhận là có tướng này cũng ác thật chứ. Về mặt SP lai cha nhẹ nhàng thôi, ở đây chúng tôi không chơi những trò đó. Cái con này có 400 mấy chục k, đủ đủ. Vậy là ông nội này là đang còn thiếu là đi ải ngộ không 5 sao ư? Đủ, thiếu thức tỉnh thôi, chứ thức tỉnh được ngộ không thôi. Trời ơi trời ơi, u con tướng này mình chưa biết. À, con cá tướng là có nhìn thấy rồi, nhưng mà không có khả năng lấy thôi. Đủ, lai cha. Lai cha thường, không sao. Đủ, có nghĩa là bên hệ viêm là ông còn có 4 con, ông chưa lấy nha. Qua bên này coi. Đủ, bên này là Tây Hải Quan Âm. Tây Hải Quan Âm cũng chơi. Lam Hải Quan Âm, Tây Hải Quan Âm. Trời ơi. Giao cơ, ứ sợi đừng cái. Không không, giờ mình cũng không quan tâm đồ đâu, đồ nó chỉ là vứt đi thôi. À, đủ đồ 3 sao không? À, mình ước lòi mắt lên được món đồ 3 sao không có. Đủ. Bên này ông còn nhiều hơn. Có SP này chưa có à, Tứ Hải Long Vương ông chưa có. Vậy là SP là cao nhất. UR xong rồi SP cao nhất. Đủ, 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 đủ. À, thôi, 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 thôi. Không còn gì để nói đối với cái độ giàu có của ông nữa rồi. 2, 4, 5. Bên hệ băng này không, bên hệ độc này không có UR ta. Ê, con này đùn đùn mà trái cây bự. Công nhận đây cũng là một trong những con tướng gọi là hệ độc mà khó lấy nhất. Tướng thường đó mà khó lấy. Hắc vô thường. Ủa, nếu mà có hắc vô thường vậy chắc là có bạch vô thường đúng không? Bạch vô thường hệ nào ta? Mình không biết. Rồi đây lại một con hoàng giai nữa. Đủ. Đăng nhật. Ủa, phải tính ra là ông lấy từ ngày thứ hai khi ông chơi game à? Đủ, ông đang gọi là huyền giai bá rồi. Một con lùn dễ thương. Ờ, sau khi đó con lùn dễ thương tiến hóa, nó tiến hóa mọc thêm 2 cánh. Rồi một thiếu nữ. Rồi một con ịch tiểu yêu tinh. Đủ, công nhận căng á. Nếu mà tiến hóa cái kiểu này căng đấy nhá. Tổng cộng tiêu diệt 50 boss chế độ nhiều người. 50 boss thì từng làm dễ. Thông ngại chủ tuyến 250 thì cũng được. Đá thăng lên cấp 500. Cấp 500 là hợp. À, bậc 5 là được rồi. Chỉ còn một cái là đăng nhập 10 ngày thôi. Nếu vậy tính ra cái con này hơi chua, hơi trâu. Ở đây, đây, đây. Ngọc Hoàng Đại Đế triệu 7. Ồ, lấy Ngọc Hoàng Đại Đế chơi luôn. Ôi, càng, 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 càng. Huyền thần đủ. Công nhận huyền thần này cũng ác chiến thật. Mình hiểu lý do vì sao là ông không phải ông tiết tiền ngọc tiết ngọc này. Ông đi giúp mọi người rồi, chủ yếu là ông một phần ông lấy cái này ông tăng cái con huyền thần ông của ông luôn, là một công đôi việc luôn á. Đúng rồi, ông ấy làm thì cũng đúng. Nếu rảnh thì cứ đi giúp mọi người. Đồ trang bị thì... Ủa? U là trời. Đủ. Đủ. Ủa, hai con khác nhau à? Đủ, càng càng càng.
Linh hồn coi. Đu đồ 5 sao hết. Thật sự là đồ 5 sao hết. Ủa bây giờ sau cái đồ 5 sao này có như đây. Thanh long ví màu đỏ 2 sao. Ủa sao mình ra cái này nhiều mà ổng không ra ta? À đủ. À đủ 4 sao, 4 sao, 5 sao quần bất không này. Chán nhỉ. Thôi, tắt nhiều. Cứ tắt đây đi. Rồi, ở đây hồn lực. À, cấp 50 luôn là ác chứ. Ủa vậy là ông chưa lấy được hồn cốt luôn. Chưa lấy được bất cứ hồn cốt nào luôn. Vậy thì mình hầu như là đâu ai lấy được đâu. Thôi cố gắng lên còn 26% nữa. Vân Du này, boss nhiều người này. Ồ, cái này ông lấy chế mất một ngày so với mình rồi. Hôm đầu tiên ra mình lấy luôn, ông lấy chế. Kệ mà không sao, ông VIP là được. Rồi, ở đây lấy đủ căng. Hai lần được 1%, ôi cái con yêu thánh này. Tổ bố tông môn nhà mi. Ai tính là ông có hay giúp đỡ người khác chứ nhỉ? Đủ tính ra ông độ ông cũng đâu có ác gì mấy đâu, trong này ông đâu bỏ vô cái gì đâu. Át đủ ý 2.000. Ê đánh 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 con rơi này cái. Em ta mới ở đây chỉ một mình ông đánh mà không ai KS được cái lực của ông đâu. Mình thấy cái tông môn này này đã kích hoạt, hỏi sao ống nhiều UR thì hóa ra là trong cái tông môn đầu ống kích hoạt các kiểu và trong đây là lấy điểm của tông môn đổi. Ôi trời ơi, hóa ra là thế. Mảnh bạch xà tố trinh đã kích hoạt hầu như là ống đổi hết rồi sao á. À, không có con nào để đổi luôn á. Ma thần Shivu à, thần Viêm Đế Thần Long à. Ủa sao lại trụ vương Thần Long Shivu còn hiển viên đâu ta? Khương Tử Nha này, ôi trời. Ôi trời ơi, giờ mà đổi là ok lên luôn á. Cái này lên chắc luôn á. Cỡ nào cũng lên hết. Đủ đủ. Ê coi thành viên coi, ngàn chục ngàn trăm ngàn triệu chục triệu, trời có 13 triệu. À một mình ông cân luôn cả server đấy, ông có làm gì đâu. Đủ được cái này đó chưa, lên à, đó học cái nữa được có 10k. À mình nói là mình dễ ra lắm à, các bạn tin mình chưa, mình nói mình dễ ra lắm. Có điều là bây giờ mà mình ra thêm hai cái nữa thì hơi khó thôi. Long chi ví. Thánh Long chi ví 3 sao. Đúng rồi, Thánh Long chi ví 3 sao rồi. Đủ càng càng. Má một con thú ở ổng mà nhìn nó hoành tráng rồi, vật vã. Thôi mình để qua khúc nào chờ boss thôi nha. Rồi, ok. Cuộc sống này mà mình có chôn các bạn ấy chút xíu mà các bạn ấy chửi thì ghê quá. Ở đây mình sẽ dùng nick này mình đi luôn nha. Đi kéo cho các bạn ấy thì số lượt mình cần phải mua là 500 tiền nặc một lượt. Rồi, ok, mình sẽ đợi mọi người thôi.
À, cuối cùng mình cũng vào được rồi nha. À, đợi các bạn ấy lâu quá. Khó, bây giờ đi làm cái gì đây? Mình cũng chẳng biết nữa. À, nhiều khi ngồi cái đợi các bạn. Mà tính ra nhiều khi muốn dài cả cổ. Đang ngồi hắc ạc các kiểu. Thì lúc trước là mình có clip gọi là đi full 12 ải rồi nha. 12 ải mà mình chết thì ải thứ tư thứ năm gì đấy. Mình không biết rằng một mình ắc này có đi được tới 12 ải không. Rồi, kinh. Rồi, tính ra ắc này sắp chết rồi. Ắc này chết thật, MVP 300 là mấy triệu do là các bạn ấy thứ nhất cũng yếu. Cái thứ hai là nói chung là yếu nhiều. Qua 4 tầng là sao ta? Ủa? À bạn ấy bạn các bạn ấy chỉnh khó rồi. Ủa? Cái ác này tính ra là đâu mất số lượt đâu ta? Đâu mất kim mà bảo gì đâu ta? Đúng không ta? Ồ tính ra cũng căng á. Nãy mình không biết mà tự nhiên mình đi mất 500 mình mua một lần. Vậy tính là free chứ. Rồi hai bạn ấy chết luôn rồi. Ừ, mình không hiểu các bạn ấy đi chỉnh khó làm gì luôn. Cái này vừa tốn số lần vừa tốn các kiểu luôn. Bó tay, nói chung là mình bó tay rồi. Thật sự là không phải là không muốn giúp mà ngồi giúp mà chi. Treo cái kiểu này mà các bạn đi khó vậy là chết mình luôn. Để tí mình sẽ lấy ác của mình á, mình tạo rồi xong là mình đưa vô thử á. À, chứ vậy bó tay thật luôn á. Các bạn ấy cũng bảo là kêu tí chỉnh lại rồi. Này đâu đâu vượt được số tầng đó. Số tầng thì tính ra cũng không phải là không giúp được. Ồ căng. À mình thấy cái tình hình vụ này căng quá. Các bạn ơi là các bạn ơi. Thôi, mình chắc là mình treo tiếp rồi. Tầng 3 mình chết chắc luôn. Cái này đi khó chắc luôn. Rồi, thế là chết. Nào, một khi đã chết rồi là chết dài cẳng luôn. Ai, cuộc sống này mà. Tức là cuộc sống này nó chán vậy đó. Cái kiểu này mình sẽ vào ắc này hơi bị lâu. Quay clip khá là dài. Do nhiều bạn kéo kéo quá. Ở đây mình thấy cũng chẳng có tác dụng gì luôn. Ồ 2,5. Được gì đấy. Hôm nay này 109 ngàn. Tặng yêu thú Linh Túy. Nhấn vô đi. Ất đủ. Ất đủ. Đủ. Ủa sao mỗi lần tăng có 10 điểm ta? À cái kiểu này là hơi bị hút máu rồi nha. Tính năng này hút máu kinh dị luôn á. Ghê thật, ghê thật. Rồi, bây giờ là mình cũng đã tiến hành đổi rồi. Thì bạn kia bạn nói với mình á, là đổi đi thường rồi, không cần phải nhiều, nhiều lời nữa. Cái lít là lít phụ của mình á. Đâu ta? Gì mà đổi đổi bắt chước rồi ta? Đây. Lít phụ của mình nó lên 10 triệu bá rồi. Nhưng mà mình đang đưa cho người khác chơi. Không sao, kệ, bạn ấy chơi được bạn ấy cứ chơi. Còn mình thì mình đi review ác không cũng chẳng có thời gian cày. À, đủ hai lượt nữa kìa. Căng rồi nha. Kiểu này đợi clip hai lượt là hơi căng á. Ồ không lên nổi cái gì luôn. Ôi thật sự là căng. Rồi qua tầng 9 rồi.
À kia thì mình đang trao trên máy tính cho nên thành ra là nó cũng ngỏm luôn rồi. Chịu rồi, nói chung là chịu rồi. Các bạn không tin chứ mình ngồi mình một ạc này một ạc kia ngồi bấm máy tính không đủ chết. À, chín rồi. Khi chúng ta lên được level 12, chúng ta lên gọi là tầng 12 chúng ta sẽ có cái gì? À, nói chung đó là duyên ý trời á. Một công đôi việc. À, đen. Boss ơi, mày đen rồi, boss ơi. Tao cứu lỗi mày rồi, boss ơi. À, các bạn coi thấy phê không? Mình thấy phê lắm luôn á. À, sức mạnh của đồng tiền mà. Nhìn là không thể nào mà che đâu được luôn, không có gì mà gọi là mình đụng cho lỗ luôn á. À, ác chiến quá à, sợ thật. Còn bằng này máu con boss chỉ có chết thôi chứ con boss chẳng bao giờ sống nổi đâu, mình nói thiệt. Con boss chết chắc đấy, thấy chưa, ngồi vòng 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 cái con boss nó chết. Qua màn 11, màn 12. Con này là boss cuối này. Ôi trời ơi. Nhẹ nhàng ghê luôn á. Thật sự nhẹ nhàng lắm luôn. Rồi win luôn. Giờ mở 12 tầng có cái gì nào? Ủa? Ok, sao không cho mở cái gì hết là sao ta? Kỳ lạ nha. À, mình hiểu rồi. Đây là chức năng đi phụ nhau này, hóa ra. Đây là hóa ra là cái chức năng này mình hiểu rồi. Mình hiểu cấu trúc của game này rồi. Nếu như mà bạn có lượt boss á, đúng không? Nếu như mà bạn có lượt boss, giống như nãy mình bỏ 500 tiền thật á, mình ấy boss á thì mình sẽ có quyền để mình rút thẻ. Còn nếu như mình không có cái không 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 có lượt boss đúng không, thì mình vẫn đi boss được, mình vẫn đánh bình thường được, mình vẫn hỗ trợ người khác được, nhưng mà mình sẽ không được rút thẻ. Và muốn rút thẻ thì chúng ta phải bỏ 500 tiền hạt. Vậy là hóa ra ông ấy đi thì ông đi giúp mọi người thôi chứ không phải là cày. Mình cứ tưởng là đi cày phụ mọi người mà thật ra là để cho mọi người ăn chứ không, ông cũng chẳng được gì cả. Về mặt tiền hạt thì ông cũng chẳng mất gì đâu cơ, gọi là một công đôi việc á, giúp đỡ nhau trong cái lúc hoạn nạn khó khăn. Còn bây giờ ông thì xịn quá rồi, ai nói được gì ông nữa đâu. Tranh thủ thời gian là đánh boss mà không có gì thì hơi căng. Ôi, đúng là hơi căng thật. Thôi, còn mình sẽ cố gắng mình qua cái con boss này rồi đi kiếm cái gì đó làm thôi. Chứ giờ cũng khuya rồi. Giờ đang gần 5, coi như 5 giờ sáng rồi còn gì nữa. Đâu còn gì đâu. Thôi, chào thôi nào. Rồi, thua rồi, đi thôi. Thôi, để coi còn gì làm nữa không. Đủ VIP 10 được mua, mua là được con UR. À, càng à, hở ra cái mùi tiền không. Ủa, để mình coi quét sạch được bao nhiêu ta, đu được 2.000 luôn. Để coi ông tới bậc mấy à. À, đủ, ông vẫn tới bậc 2 chứ đâu có hơn mọi người bao nhiêu đâu ta. Ở đây cái mạng hồng hai nhi này mà bậc này ông mất 50 ngàn nữa, vậy là còn 4 lần nữa, vậy là 8 tiếng nữa mới được cái thần khí này. Ủa mà sao ông không lấy thần khí mà ông đi lấy cái tăng giờ ta, tăng tốc luyện điều 24 giờ, kỳ lạ vậy. Thôi, nói chung là người giàu luôn luôn có lối đi riêng. Đủ
gì đây? Bảo chép Hồng Hài Nhi, mở ra nhận cả bộ bảo chép Hồng Hài Nhi. À, này có kỹ năng này. Đủ. Kỹ năng hoành tráng vái trưởng. Ê, đi đập boss này, đập boss này, đập boss tám chuyện. À khoan, kêu là thường chết đầu. Đây đây đây, thường chết đầu ống ống coi mà mình chưa soi ống cái vụ này nữa. Chứ đừng có nghĩ là bạn là ê, ông không thèm luôn á, ông không thèm luôn á. Thật luôn á, ông không thèm luôn á. Cái con này như vậy tăng được chiến vậy ông không lấy. Để kích hoạt mà ông không lấy. Ông không lấy mình lấy. Kệ, làm gì nhau. À, trong tay mình là mình có quyền. À, những con bot nó chết mà thấy tội nghiệp. Rồi ok, chuyển một. Ok. Ok, chuyển một. Bot chuyển một đấy mà. Hai, lấy được một con này. Qua con thứ hai. Các bạn không không cần lấy đồ cũng được nhưng mà các bạn cần phải lấy những con này. U. Hầu như là ông không lấy luôn đấy. À đủ. Có bậc 8 ông lấy này, bậc 7 lấy này. 6 5 4 3 2. Vậy là có hai con không lấy. Không lấy mình lấy làm gì nhau. Ạc trong tay mình là của mình có quyền. Mình thông báo mình có quyền nha. Rồi. Tốn 1-2 được boss cũng chẳng là cái gì đâu. 1-2 tiếng không không là cái gì. Dù gì ống treo mà. Sử dụng vô. Đừng kêu mình lãng phí. Mình có mục đích hết á. Chứ không phải lãng phí đâu nha. Ngự hồn tăng. Đừng nói là không bao nhiêu lực chiến đâu. Khi chúng ta nghĩ là không bao nhiêu lực chiến nhưng mà chúng ta kích hoạt lên thì lại khác. Kích hoạt đủ bộ thì nó lên tới và 25 50 ngàn lực chiến gì đó. Đây, ngự hồn. Đủ. Căng. Yêu giới. Boss. Boss thì kệ qua bên đi. Tông môn 13. Cống hiến liền. À đủ. À nãy mình nhấn vô tế đàn nhé. Cái xong mình bị văng nhé. Để coi ống tăng cái gì không. À đủ. Tính ra ống tăng mà còn ít hơn mình á. Thật sự luôn á, ống tăng mà tăng ít hơn mình á. Mình được hai con mát sao này, con này với con này, hai con này mát sao này. Còn con này được 3 sao này. Ống mà biết mẹo của mình sớm thì hay biết mấy, nhưng mà thôi kệ. Nó fit nối rồi thành ra cũng chẳng làm gì được. Ui, 12 cây gì vậy? Thương khố tông môn. 12.000 điểm cống hiến. Ừ, tặng trang bị đi. Ồ, tặng lên tặng bậc 3 thôi đúng không? Rồi mình tặng bậc 3. Đó. Ừ. Ghép cái gì đấy? Rồi, dung luyện. Ồ, gói chí tôn thì có rồi, nãy mình vô rồi. Cái này có hết rồi. Thưởng chiếc đầu. Đủ 4 tiêu. Đủ căng luôn. Tông môn, kho tông môn tặng trang bị. 6-7 để lại đi.
no gì đúng không? Rồi coi như là cống hiến xong. Ở đây mình sẽ vào mục bot. Mục bot này á, add đủ bot VIP này, còn 1 tiếng nữa hồi sinh. À, đúng là người giàu. Người giàu luôn luôn có lối đi riêng. À, đủ cái này nó tính theo chuyển à, chuyển 3, chuyển 4. Ủa, nếu vậy mình chỉ cần chuyển 4 thôi để mình làm chùm server chuyển 4. Nên chuyển 5 thì mình đâu có săn được đồ ấy đâu. Ủa, nhưng mà tính ra mình cũng bị thấp bậc tính như không đúng không? Vậy cũng hơi khó nha. Đầu tính ra vậy cũng hơi căng á. Để đây mình coi thường chết đầu coi, thường chết đầu có cái gì nè. Đủ giết đầu toàn là chủ lực tịch nước không vậy? Đủ đã giết, đã giết, đã giết, đã giết, đã giết, ông giết sạch. Ông giết pantalon, ông giết sạch sẽ, toàn là tên của ông không. Ôi trời ơi. À, server 22 người khác. Từ khi lên chuyển năm một cái là ông quất luôn chuyển năm luôn. Chịu khó đầu tư, chịu khó chơi. Hello mọi người nha, lúc nãy mình bị hết dung lượng á. Mà mình giải phóng đúng dung lượng rồi. Khổ ghê. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành đi kích hoạt nó. Mấy con lúc nãy mình lấy á. Á trù. Văn bài lục chiến thiên sen hệ liệt yêu lục cộng 10%. Đủ, thiếu một con nữa. Đủ, tính ra ông cũng thiếu nhiều chứ. Ừ, thiếu nhiều thật. Mình còn thiếu nhiều hơn. Đủ căng. À, đúng là căng thật sự. Triệu hồn này. Ồ, mới được có 8 cái à. Cày máy không đủ 10 cái. Ở đây có dược này. Ôi trời, tăng 6.000 nữa. Tu luyện thì ok, lấy luôn. Đủ. Để mà coi, mua không đồng. À, cứ băng ra băng lại như vậy, mệt. Rồi, không có gì luôn. Ủa, nó đâu có gì đâu. Rồi, cái đất này nhiều khi mình không biết là mình cày cái gì luôn á. Đủ. À đúng rồi, mình nói là mình đi thử cái ải cho ống. Cày lên 450 hay 460 á. Ống thì nói chung cái nít này của ống thì có cái con nào ống chưa lấy được đâu. Giờ chủ yếu là khi quay ra cái con hệ lôi thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho bạc cho ống nha. Rồi, tình hình kiểu này là căng rồi, chuột rồi. Kéo cho mọi người 3 tiếng mà chuột cổ 3 tiếng à. Thôi cái kiểu này chắc video clip của mình kết thúc ở đây nha. Mọi người coi nhớ đăng ký kênh, like, share cho mình, ủng hộ mình nha mọi người nha. Thôi bye bye mọi người là. Bye bye.